Rồi, chúng ta đến với phần thành ngữ các bạn nha. Be part of the furniture. Furniture. Đó, nhấn âm đầu nha. Be part of the furniture. Là một phần không thể thiếu. À, chúng ta hiểu như vậy. Và ví dụ này. I have been working for this company for so long. And I am part of the furniture now. Cái thứ hai. A rubber check. À, chi phiếu khống các bạn. A rubber. Rubber. Rubber check. The woman was accused of writing more than $10,000 in rubber checks to pay for expensive jewelry. Đó là cái thành ngữ thứ hai. Thành ngữ thứ ba này. Some elbow room. Some elbow room. The room is so crowded. We all need some elbow room. Thứ tư, don't let it out of this room. Don't let it out of this room. This is a top secret. Don't let it out of this room. Tiếp theo, not enough room to swing a cat. Not enough room to swing a cat. Their living room is very small. There is not enough room to swing a cat. Lobby for something. Lobby for something. The manufacturers lobbied for tax relief. Lobby against something. Lobby against something. They lobbied. Lobby against the tax increase. Tiếp theo, make a reservation. Make a reservation. I made a reservation for the flight at 12. I made a reservation for a flight at 12. Travel prudence. Các bạn này mở rộng tầm nhìn này nhé các bạn nha. Travel prudence the mind. Đó, các bạn nhớ đi du đi đây đi đó học một sàng khô đó đúng không? Đi một ngày đàng học một sàng khô ấy. It's rather true that travel prudence the mind. You will learn to see things from different perspectives. Perspectives. Đó là những cái câu nói và vân những cái thành ngữ hàng ngày. Video tiếp theo là thầy sẽ còn vài cái câu nói nữa thì xem tại sao dừng thôi. Hẹn các bạn video tiếp theo đây. Mỗi video 3-4 phút thôi. 3 phút đến 7 phút không giờ. Rồi, video tiếp theo chúng ta sẽ đến với những cái câu nói hàng ngày của cái bài 2 này. Những cái câu nói mỗi ngày và từ sáng đến tối là chúng ta thường gặp những cái câu nói như thế nào luôn.